Các bạn vào App Store hoặc CH Play tìm giúp mình app Snap Edit, ấn tải về. Tải ảnh cần chỉnh sửa lên. Chọn chế độ AI, app sẽ nhận diện tất cả những vật thể cần xóa. Chỉ cần ấn dấu tích, tất cả sẽ biến mất trong vòng một nốt nhạc. Các bạn ấn vào mũi tên để xem trước và sau nhé. Mà nếu còn thừa những nét như thế này chẳng hạn, thì các bạn vào cọ, bôi đen vào, chọn xóa là ok ngay. Quá easy phải không nào? Tải về thử ngay anh em nhé. Đừng